Bạn thân mến, mới hồi tháng 9 đây thôi, trời còn đang vào thu với những cơn gió heo may nhẹ nhẹ đưa các bạn nhỏ đến trường. Nào là lo sau năm nay cuối cấp phải học nhiều hơn, rồi phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn nữa. Vậy đó mà ngoảnh lại đã tháng 5 rồi, những cơn mưa bất chợt của mùa hè vội đến rồi vội đi trên những tán cây phượng vĩ đỏ thắm cả một góc trời. Hay nhìn những bông Osaka rơi vàng cả một đoạn đường về nhà, tự nhiên cái bâng khuâng đâu đó làm bồi hồi trong lòng những cô cậu học trò nhỏ. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cảm xúc diệu kỳ như thế. Và giờ là những thế hệ tiếp nối, chúng ta hiểu cái bồi hồi xôn xao. Qua mùa thi là biết sẽ tiếp nối là mùa chia xa. Mấy ngày cuối năm học, lớp nào lớp nấy cũng rộn ràng hơn mọi khi, truyền tay nhau cuốn tập, xin cái tên, cái chữ ký. Chẳng cần gì hơn thế cũng đủ để nhớ về nhau, nhớ về những ngày tháng có mình, có bạn, ngồi chung bàn, rồi học chung lớp, chung trường. Chưa mai đây, nói gì cho xa xôi, còn vài ngày nữa thôi là mỗi đứa mỗi một nơi rồi. Biết có còn được gặp lại nhau, có còn trêu ghẹo nhau như mỗi khi nữa không? Chỉ có ngần ấy mà tự nhiên bắt đầu thấy lòng cũng nghẹn nghẹn. Mỗi một mùa tri ân, mình lại chọn một cái tên mới đi kèm. Và năm nay, mình chọn là mùa những ước mơ bay. Vì mình biết rằng, cánh cửa mới đang chờ đón các em sẽ còn nhiều thử thách lắm. Vậy nên hãy cứ gieo những mầm xanh hy vọng, để thả cho ước mơ bay thật cao và thật xa. Mùa hạ về mang những cánh bồ công anh bay đến nhiều miền đất mới, thì mùa những ước mơ bay cũng hy vọng với những ước mơ của các bạn học sinh sẽ nương theo những cánh bồ công anh mà bay lên thật cao và kiêu hãnh. Và đó là mùa những ước mơ bay.